Hello. Lên hát cho mọi người nghe nha. Alo. 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 Mọi người có nghe Trung nói hơi rõ không? Dân số mình tăng lên. Chào Kim Cương, chào Trân Lê, Phúc Phạm. Mai Quốc Việt. Hello Mai Quốc Việt. Mọi người ăn cơm chưa? Đang làm gì đó? Trung mới vừa đi đi làm về. Hoàng Mỹ Ngọc, Phan Thị Đinh, Ngân Angela. Đỗ Phương Thi. Quý Hiệu khỏe không? Khỏe không Quý Hiệu ơi? Tina Bly. Em đang làm gì đó Tina ơi? Tặng mọi người một bài trước. Bây giờ là hát mấy bài cũ xong rồi chút xíu nữa trước khi chia tay sẽ hát cho quý vị nghe một bài mới. Ha. Chút xíu nữa xong rồi sẽ hát mọi người nghe một bài mới. Nữ hoàng sắc đẹp. Ủa hổ sao không không nghe tiếng nói gì rồi. Lên cả nước à. Sao không nghe tiếng nói vậy? Sao anh nói chuyện máy nó không nghe vậy? Máy nào? Máy của em á. Bây giờ anh nói vô đây rồi mà sao nó không nghe? Hay bị lỗi gì hổ? Chắc máy em bị lỗi sao đó coi coi. Đưa iPad rồi coi. Đóng phim xong chưa? Alo. Hát hai ba bài chơi cho mọi người nghe nha. Sẽ hát cho mọi người theo yêu cầu của mọi người. Yêu cầu
Hồ Chung hát bài Người Quan Trọng Nhất. Nghe không? Okay. Hát bài Người Quan Trọng Nhất nha. Có rõ mọi người ơi. Nghe rõ không? Đừng xa anh nhé, anh chỉ đôi tình ta. Đừng cho anh phải khó vì em, vì anh không thể mất em, không thể sống. Ok, mọi người sẽ cùng đến với một ca khúc được mang tựa đề Người Quan Trọng Nhất. Mọi người cùng lắng nghe. Hùng ơi! Nhiều ca khúc của mọi người hát mấy bài cho Hồ Bùi Chung sáng tác đi nha. Trước bài Người Quan Trọng Nhất, âm thanh to chút đi anh. Dạ, yeah, từ chờ chút xíu. Chia sẻ mạnh lên cả nhà ơi. Lâu quá không hát rồi nè, để coi lấy cái lời ra cái đã. Tôi thương người ta lắm, em là của anh. Ok, hát hết những bài mọi người yêu cầu. Bữa nay là một ngày của nhạc nhạc trẻ. Chút xíu hát bolero sao nha. Yo. Trải qua bao thời gian ta mới được có nhau, cho
không? Bộ đội các bạn đến với một bài hát mang tên Người quan trọng nhất. Bây giờ mình về đây để nghỉ sơ chút xíu, cô Hồng nó kẹo kẹo lại cái. Bài gì? Bích Huỳnh chia sẻ nhiều nhiều lên các bạn ơi, theo yêu cầu của cả nhà thì sẽ hát một bài Nô Lệ Tình Yêu nha. Hay là em là của anh? Của anh đúng không? Ok. Em là của anh, vô. Để tổng rồi đã. Vô. Anh như ánh sáng soi cho đường tình anh không sai lối.
giờ ok, em là Quân nha.